Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hệ thống âm thanh thông báo FV200 được sản xuất và thiết kế bởi Toa Nhật Bản. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với các công trình như tòa nhà, nhà xưởng, trường học. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn hệ thống toa FV200 bao gồm những thành phần gì. Hệ thống FV200 được thiết kế với độ bền cực kỳ cao, cho phép hoạt động liên tục 24/24. Các nút được thiết kế đơn giản, trực quan, dễ sử dụng. Hệ thống toa FV200 bao gồm có các thiết bị như sau. 1. Bàn gọi điều khiển từ xa toa RM200. 2. Bộ phát bản tin khẩn cấp toa FV200EV. 3. Bộ tiền khuếch đại toa FV200PP. 4. Bộ giao tiếp bản gọi toa FV200RF. 5. Bộ chọn vùng toa SF1010L. 6. Bộ cấp nguồn 24V DC toa FV200PS. 7. Tăng âm toa FV248PA công suất 480W và FV224PA công suất 240W. 8. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết về bàn gọi điều khiển từ xa toa RM200M. Ở phía bên tay trái tôi là dãy phím để chọn zone từ 1 đến 10. Ở phía dưới là phím gọi hay còn gọi là phím talk. Ở bên tay phải của tôi, các bạn sẽ sử dụng phím cuối cùng này chọn tất on zone. 3 phím bên trên không sử dụng do nhà sản xuất không lập trình. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phát bản tin khẩn cấp toa FV200EV. Toa FV200EV là bộ phát bản tin khẩn cấp được cấu tạo như sau. 1. Micro put to talk. 2. Đèn fire là đèn báo hiệu khi có tình trạng khẩn cấp. Đây là cụm nút kích hoạt bản tin khẩn cấp bao gồm 4 bản tin. Bản tin đầu tiên, alert, bản tin cảnh báo. Attention please. The fire alarm has been activated. We are now investigating the cause. Please wait for further information. Bản tin thứ hai được kích hoạt bởi nút evacuation chính là bản tin di tản. There is a fire. Please evacuate in a calm and orderly manner. Bản tin thứ ba được kích hoạt bởi nút false là bản tin báo động giả. Attention please. We have investigated the situation and there has been a false alarm. We apologize for any inconvenience caused. Bản tin thứ tư được kích hoạt bởi nút clear là bản tin kết thúc tình huống khẩn cấp. Attention please. The emergency situation is now under control. We regret any inconvenience caused. Và nút stop để dừng tình trạng báo động. Tiếp theo là bộ tiền khuếch đại FV200PP, khối điều khiển volume có tác dụng điều khiển âm lượng cho các tín hiệu đầu vào như micro hoặc đầu phát nhạc. FV200PP cho phép kết nối 4 đầu vào input, input 1, input 2, 3, 4 với hai lựa chọn mic hoặc line. Với hai đầu vào AUX 1 và AUX 2 mặc định tín hiệu đầu vào là line. Ở đây tôi có bộ giao tiếp bàn gọi
toa FV200RF. Bộ này có tác dụng kết nối bàn gọi toa RM200M với hệ thống. Đây là bộ SS1010R được gọi là bộ tròn vùng. Thì nó sẽ có 10 vùng. Mỗi bộ này chúng ta sẽ quản lý được 10 vùng loa từ 1 đến 10. Hệ thống FV200 thì nó cho phép kết nối 5 bộ này. Tổng số vùng âm thanh hệ thống có thể quản lý là 50 vùng. Thì trên cái bộ SS1010R này nó sẽ có một cái nút on call. Khi bấm vào nút on call này, toàn bộ dãy đèn bên paging select sẽ sáng. Tiếp theo là bộ cấp nguồn 24V DC FV200PS. Bộ này ấy, thì có tác dụng là cấp nguồn để hoạt động cho toàn bộ thiết bị. Nó sẽ có hai đầu vào AC và DC. Tiếp theo là tăng âm công suất 480W toa FV248PA, cung cấp công suất 480W ở đầu ra 100V cho hệ thống loa.